sẽ làm là bò sót vụ quanh. Đây là thịt bò, cà chua, gao, cà gót, khoai tây và hành tây, dầu hào, vụ quanh đỏ, gia vị là hạt nêm, đường, bột ngọt, bột ngũ vị hương, tỏ bầm. Và đây là cái gia vị để mình bỏ vô cho thịt bò nó thơm. Giờ phần thịt bò này mình sẽ đem đi rửa và sẽ xắt ra thành những miếng vừa ăn. Bây giờ cái phần thịt bò thì mình đã xắt ra rồi. Giờ mình sẽ đi chuẩn sơ cái phần thịt này. Và mình sẽ bỏ sả vô để mình đi luộc cái phần thịt bò. Bây giờ cái phần nước nó đã sôi rồi, mình sẽ để thịt bò vô. Và mình sẽ đi chuẩn sơ cái phần thịt bò này. Con bò mình chuộng như gì được rồi, giờ mình sẽ gấp ra ngoài. Phần thịt bò này thì mình đã chuộng rồi, giờ mình để vô cái thau để mình dễ ướp hơn. Giờ mình sẽ để vô đây là hạt nêm, sẽ để vô đây. Dầu hào. Dầu ăn thì mình sẽ để vô đây là một muỗng dầu ăn. Còn rượu anh đỏ thì mình sẽ để vô đây là 2 muỗng. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần thịt bò này cho nó thấm với gia vị. Mình sẽ bịt bao bọc thực phẩm để vô ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng mình sẽ đem đi nấu. Trong thời gian mà mình chờ cái phần thịt thấm, mình sẽ đi xắt cà gót, khoai tây. Giờ khoai tây này mình đã gọt vỏ rồi. Giờ mình sẽ xắt ra thành những miếng vừa ăn. Phần cà gót mình cũng xắt ra miếng vừa ăn luôn. Hành tây thì mình sẽ bầm nhuyễn ra. Phần cà chua này mình sẽ khứa lặn như vậy để mình đi luộc. Đầu hành lá thì mình sẽ xắt ra từ sợi nhỏ nhỏ.
phần thịt bò của mình như vậy đó đã thấm đều rồi. Giờ mình sẽ đi nấu, rất là thơm luôn. Và mình sẽ bắt nồi lên để mình nấu. Qua nồi đã nóng thì mình đã bỏ một ít dầu ăn vô. Đây là phần cà chua. Cà chua này thì mình đã luộc. Luộc rồi mình bỏ hột, bỏ vỏ và mình xắt ra miếng nhỏ nhỏ như vậy. Để khi mình xào lên nó sẽ mau chín. Dầu ăn nóng thì mình để tỏi và hành tím bằm nhuyễn mình để vô đây. Rồi mình sẽ xào cho cái phần tỏi và hành tím này nó thơm lên. Tỏi và hành tím của mình nó đã thơm thì mình sẽ bỏ hành tây vô đây. Và cà chua. Cà chua này thì mình luộc nó đã chín rồi. Tay và cà chua của mình đã chín rồi. Giờ mình sẽ để phần thịt bò vô đây. Mình sẽ xơi cho đều lên. Rất là ngon luôn. Mình để một ít bột ngũ vị hương lên đây. Mình sẽ trộn đều lên. Ngũ quanh đó mình cũng sẽ để vô đây luôn. Mình xào lên cho cái phần thịt này nó săn lên. Phần thịt bò mình nó đã săn đều rồi. Mình sẽ để nước lọc vô đây. Mình sẽ đi nấu, mình đậy nắp lại, mình nấu cho cái phần thịt bò này nó mềm. Phần bò này nó đã sôi lên thì mình sẽ đi hớt cái phần bò. Rồi mình sẽ để quế và hơi hồi vô. Giờ phần thịt bò của mình nó muốn mềm thì mình sẽ gấp cái phần quế và bông hồi ra. Mình sẽ để cà rốt vô. Mình sẽ để khoai tây vô. Phần khoai tây, cà rốt của mình nó đã mềm mà thịt bò cũng đã mềm thì giờ mình sẽ nêm vô đây một ít đường, bột ngọt và hạt nêm. Và đây là bột năng mình đã pha với nước lạnh, giờ mình sẽ để vô đây để cho cái phần này nó sánh lại. Thank you.
giờ cái phần đồ shop quanh của mình nấu đã xong. Chính rồi, giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ để một ít nồi gai lên đây. Bây giờ cái phần bò sốt vang của mình đã xong và mình múc ra cái nồi đất và mình ăn kèm với bánh mì. Bò sốt rất là đẹp luôn.